bệnh nhân 21 tuổi, vào cấp cứu tại bệnh viện Lạc Việt vì đau bụng hố chậu phải, đau liên tục, tăng dần kèm theo sốt. Sau thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm thấy bạch cầu tăng cao, siêu âm thấy ruột thừa đẩy lên cao, tăng kích thước có thâm nhiễm mỡ. Các bác sĩ khoa ngoại đã hội chẩn và chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trên thai phụ 32 tuần tuổi. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm. Quá trình phẫu thuật nội soi có một số khó khăn bởi bệnh nhân có thai 32 tuần, tử cung và thai lớn, ổ bụng hẹp, ruột thừa và manh tràng bị đẩy lên cao, phẫu trường bị thu hẹp, nguy cơ có thể bị sinh non, sảy thai. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nguyên Đông, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt cho biết, thai phụ được phát hiện bệnh chính xác và cũng may mắn ruột thừa viêm chưa vỡ nên phẫu thuật thuận lợi. Một số trường hợp nếu ruột thừa vỡ và ruột thừa các vị trí bất thường có thể phải mổ mở. Ngoài ra, dịch mủ từ ruột thừa vỡ gây nhiễm trùng nặng, nguy hiểm cho bệnh nhân và thai nhi như nhiễm trùng ối, tắc ruột sau phẫu thuật, sinh non. We'll be right back.